Xin chào mọi người ạ. Tiếp tục em giới thiệu mọi người video tiếp theo ha. Đây là video số 623. Lô này thì em giới thiệu cần ha, gồm có sẽ 14 mã. 14 mã cần tất cả nhé, cần lua hai chi, ISO và cần lục nha mọi người. Thì em ship hàng toàn quốc, khách nhận hàng kiểm tra thanh toán phí ship sẽ là 30.000 một đơn, và lấy đơn từ hai sản phẩm hoặc mua hàng chuyển khoản thì em bao ship nha mọi người. Rồi, em đi vào mã đầu tiên. Mọi người có nhu cầu đặt hàng gọi giúp em vào số 0932455407 hoặc nhắn tin qua Zalo giúp em để chốt đơn nhé. Rồi mã đầu tiên nè. Cây số 1 em có một cây lua 2 khúc. Cần lua máy đứng ạ. Cần lua máy đứng, cây này thì rất là mới luôn. Trắng bần này, cây này còn đẹp lắm nha. Mới đẹp ạ, bát này, cây này thì nó có màu xanh dương như thế này. Này là một cây cần của hãng Tiga và thông số đây, dài là 1m8, lai là từ 6-16lb, lua từ 6-15g thì tầm khoảng ML nha mọi người. Khoen của nó là khoen thường, khoen hãng ha. Phôi màu xanh còn rất đẹp, ngoại hình còn mới. Tất cả khoen là khoen thường hết ha, khoen hãng. Cái này thì nó có nhiều, 2 nè, 4, 6, 7 khoen cả bu ạ. 7 khoen cả bu cần nguyên bản nha. Dài là 1m8, độ cứng là ML, ngọn đây. Ngọn cần là 1.8 ly, mã cần số 1. Trọng lượng của cây này là 132g, giá là 400.000 ạ, mã số 1, giá là 400k. Rồi tiếp tục cây số 2, số 2 thì em còn cây máy ngang nè. Cây máy ngang này thì 1m65 á. 1m65 mọi người nhé, phần gốc đây ạ. Cây này là một cây cần của Hàn Quốc xuất Nhật nhé, dòng Asad nè. Lua pin kép 62M, dài là 1m65 và action M nhé. Khoen của nó là khoen của cần đây là khoen Fury loại xứ đen. Nên này khoen Fury có 5 khoen màu xanh rêu. Cần còn đẹp nha. Cây này cũng nguyên bản ạ, còn đẹp. Mã số 2. Ngọn cây này em đo là 2 ly, dài 1m65, 2 khúc cứng M nha mọi người. Tổng thể đây ạ. Trọng lượng 110g và giá là 400.000, mã số 2 giá là 400. Rồi lên tiếp cây số 3. Số 3 thì là một cây UL, cây này là cây cần 2 khúc UL nha. Máy đứng như thế này, phần cán á. Cái này thì tổng thể của nó sẽ là màu đen, cán hở còn đẹp lắm. Này là một cây của Suzumi. Chiều dài của cây này sẽ là 6,8 inch nha mọi người. Là tầm gần 1m90 ạ. Cái này 1m9. 2m chứ, gần 2m đấy mọi người, 6,8 inch là gần 2m nhé. 6,3,18, gần 2m nha mọi người, cái này được 2m ạ. Đây phần gốc đây. Cái này thì sẽ có cân nặng là 100g và giá của nó là 500.000. Lua của cây này sẽ tải mồi từ 0.6 tới 7g này. Và tải dây là từ 3-8lb. Bát của nó đẹp, cây này còn mới đẹp nha. Bát của nó là bát vặn hãng, khoen hãng luôn. Cần của hãng Suzumi, China xuất Nhật, Azon. Khoen nó là khoen hãng luôn mọi người nhé. Cần còn đẹp nha. Phần ngọn đây, cái này thì mọi người câu mực cũng rất là ok. Đó, khoen màu trắng hết. Phần ngọn thì nó sơn màu trắng như thế này. Nó cần nguyên bản nha mọi người. Ngọn cái này em đó là 1 ly 3. 1 ly 3, dài nó là 2m. Dài nó là 2m ạ. Trọng lượng 100g, giá là 500.000, mã số 3 nhé. Tiếp tục mã số 4 này. Cây số 4. Số 4 thì em có cây Hachi nha mọi người. Cây Hachi ạ. Cây Hachi này dài 1m8, cần carbon 1m8. Phần chui gốc này, chui gỗ như thế này, cán hở nhé. Cán như thế này. Phần chui là chui gỗ này. Bát là Fury FS6. Đã. Cái này là một cây cần carbon C-clip này, cứng 20, dài 1m8. Cái này thì trên cần rất là rõ thông tin nha mọi người. Màu của nó đây, vô carbon xoắn vòng, màu của nó đây ạ. Khoen của nó là khoen Fury loại xám nha, có vòng xứ dạ quang. Cần này còn đẹp, phần gốc đây ạ. Khoen đây, tất cả các khoen là khoen lõi dạ quang hết mọi người nhé. Bu cũng vậy, đầu bu cũng vậy. Ngọn cây này em đo là 1 ly 8,
1 ly 8, độ cứng trên cần ghi rõ là cứng 20 và có chiều dài 1m8. Tổng thể của cần đây mã số 4, trọng lượng cần là 136g và giá của cần là 500.000 ạ. Giá là 500. Tiếp theo mã số 5 này. Số 5 thì em có một cây máy đứng, cần lua luôn. Máy đứng này 1m8 nha mọi người, 1m8 cần lua máy đứng ạ. Cái này là một cây của hãng Quýt. Phần gốc đây, phần chui của nó này, chui mút xốp kháng hở, bát là bát vặn nhá. Cây này một cây hàng Quýt này. Thông số đây mọi người 602ML nha. Dài 1m8 cứng ML. Một cây cần hàng China xuất Nhật nhá. Cây này thì ở trên cần nó không ghi thông số tải. Đó, tùy cái cần, một cây nó sẽ ghi. Một cây này, cây này thì chỉ để độ cứng anh ML thôi. Thì tầm khoảng 18g ha. Phen Fury, cần còn đẹp nha mọi người. Phen Fury ngọn đây, tất cả là khoen Fury bu ạ, cũng Fury luôn nè, màu đen. Đầu cây này thì em đo là 2.1 ly nhá, hai khúc cứng ML, dài 1m8, cần lưu máy đứng, trọng lượng 98g, mã số 5 này, giá 500.000, giá là 500 ạ. Cây số 6 là một cây cần dạng câu bè ghe, dạng hai chi. Ở nay cây này thì nó dài là 1m65 nhá, ngọn này cứng tầm khoảng 15 nha mọi người, cái ngọn này. À, cái này là dòng ngọn tháp nên là nó chỉ cong phần đầu ngọn thôi. Cái này thì sẽ có giá là 400, mã số 6 ạ. Giá là 400k, cần carbon nha mọi người, phần chui đây. Cái này thì toàn thân của nó có màu bạc hết. Bát Fury, Phen Fury. Và cái này ở cái phần thông số ở đây thì nó tróc tem rồi mọi người. Hiện tại thì nó không có thấy hãng nha, tên hãng thông số ra. Nhưng là nên là em bán cái giá này nha mọi người. Phen của nó là Phen Fury này. Đó. Nó có vết xước xác đây một chút, tróc sơn đây một chút thôi. Tổng thể khá đẹp. Đó, cần carbon nha mọi người, khoen Fury hết. Màu bạc. Đọt của nó là dạng đọt tháp nha mọi người. Đó, rất là nhạt khoen. Cái này thì tầm cứng 10-15 thôi nha, không có cứng nhiều đâu mọi người nhé. Đây phần ngọn đây ạ. Rồi mã này là số 6. Trọng lượng của cần là 130g. Giá là 400.000. Mã số 6 giá là 400. Cây số 7. Cây số 7 thì em có ở cây của Shimano. Cây số 7 Shimano cần dòng bè, cần bè hai chi luôn ha. Cái này thì chiều dài là 1m8 ạ. Phần gốc đây. Cây này thì rất mới luôn, rất là mới đẹp nha, hàng Shimano. Bát Fury Stanley của Hàn Quốc xuất Nhật nha. Dài là 1m8, tem nhãn đầy đủ. Khoen đây ạ, khoen Fury. Số đen như thế này nha. Tình trạng mới đẹp. Ngọn đây, em đo ngọn luôn nha. Ngọn ly 3 nha mọi người, ngọn 1 ly 2, 1 ly 3. Cái này cứng tầm khoảng 20. Đó, đoạn này cứng tầm khoảng 20, dài là 1m8, 2 khúc, cần của Shimano ạ. Tổng thể đây, trọng lượng của cần 122g nha, 650k nha mọi người. Mã số 7 ạ, giá 650. Rồi cây số 8 này. Số 8 thì em có cây ISO khoen lớn. ISO khoen lớn của Daiwa. Cái này là một cây cần Daiwa ISO Kage nhé. Đây, hàng của Daiwa màu bạc hết. Dòng ISO khoen lớn. Phôi cực kỳ dày nha. Những cái dòng ISO khoen lớn mà này thì nó dày lắm. Góc là 24.2 ly. Dòng bát của nó là bát vặn, bát Fury. Hàng của Daiwa ISO Kage, đọt số 4 nha mọi người. Đọt số 4, 5m3. Đó. Của Hàn Quốc xuất Nhật, có tem nhãn đây ạ. Khoen đây, khoen Fury hết. Tất cả là dàn khoen Fury loại đá xám thì nó không có khoen nào nứt vỡ hết nha. Khoen này dàn khoen rất là đẹp luôn, 2 4 6 8 khoen cả bu. Cái này thì đọt của nó là đọt số 4 nha, cần ghi rõ đọt số 4 về 5m3. Đọt cây này là 1.7 ly. À, cắt lóng đây, màu bạc hết. Đây, lóng 2 đây ạ. Lóng số 3 của nó nè. Cũng có sờn xước nha, cũng có sờn xước. Đó, có vài vết sờn xước nhỏ. Đây, sờn xước ít như thế này. Rồi, ngoại hình cũng còn sáng đẹp. ISO Kage, đọt số 4, dài 5m3, ISO khoen lớn nha, khoen bát Fury. Tổng thể của cần, mã cần là số 8, trọng lượng 430g, rút gọn 103cm, giá 800. Giá là 800.000, cần số 8. Rồi tiếp theo cây số 9.
Số 9 là có cây Shimano nha mọi người. Đây là cây số 9 cần tây. Cây Shimano này á, thì nó là dòng cần hạ tây mọi người nhé. Dòng này là Shimano High Power Carbon X này. High Power Carbon X, dòng ISO đen như thế này. Xi đen như thế này, hạ cần tây rồi. Cái này dài 4m4, cứng tầm khoảng 2.5-3h. Đây ạ. Chui này, chui của nó đây. Chui kim loại nha, chui vặn ok. Đó. Phần góc ở đây thì bọc cái lớp bằng co phu. Cái này nó xoắn tới phần góc luôn á mọi người. Đây mọi người có thể thấy này. Cái này là bọc lớp bằng co nhiệt rồi ha. Đây, nguyên bản của nó sẽ cuốn một cái lớp chỉ. Cái dòng này, dòng High Power này, nguyên bản nó sẽ có một cái lớp chỉ nhựa ở đây nhé. Đó. Thì cái này em xả cái đó đi và cuốn lại bằng co để nhìn cho nó đẹp hơn. 4m4, đọt số 0 ISO. Cái này xuống cần tay nó cây. Cái này hiện tại thì nó là 4m5 và độ cứng tầm khoảng 2h5-3h nha. Thì cái này em đã làm đầu lóng và làm nút đầy đủ này, các lóng thu gọn bên trong như thế này, như một chất hiện tại cây này như một cây cần tay nguyên bản vậy. Đây là cái nút của nó đây. Các đầu lóng thì đã bo hoàn thiện ha, các đầu lóng thì đã làm chỉ khoen hết rồi này. Cái này dây đầu cũng đã buộc rồi đây. Ngọn 1.1 ly, ngọn 1.1 ly nha mọi người. Và cây này độ cứng khoảng 2h5-3h. Đó, ngọn cần đây ạ. Ngọn này cũng là dạng ngọn long phụng nhé mọi người. Dưới carbon ở trên này là ở trên là tháp đặt. Lóng 2 đây. Cái này sẽ đi xoắn 2 da từ vị trí lóng 3. Đó, từ lóng 3 nó sẽ xoắn ít 2 da nữa gần như thế này. Cây này hiện tại trọng lượng nó rất là nhẹ. Thấy nha mọi người. À, trọng lượng cây này khoảng 155g. 155g nhé. Cần em đã bỏ nút đầy đủ rồi nè. Nút cao su. Cái này lóng nhỏ lắm mọi người. Cái lóng nhỏ, lóng ở vị trí đây thì nó chỉ có là 14.3 thôi. Còn cái phần góc mà to nhất của nó chỉ là 17.3 thôi nhé. Đó, tổng thể của cần như thế này. Trọng lượng 155g. Rút gọn là 103cm. Chiều dài 4m4. Độ cứng 2.5-3h. Cây này có giá là 900.000. Giá là 900, mã cần số 9 ạ. Rồi tiếp tục cây số 10. Cái này cũng là một cây ISO hạ cần tay. Nhưng mà cây này là hạ từ cây khoen lớn nha mọi người. Cây này là hạ từ một cây cần tay ISO, từ cần khoen lớn ạ. Đây ạ. Đó, cây khoen lớn nha đây. Dòng khoen lớn thì thường thường đầu lóng nó sẽ, cái lóng đầu tiên nó sẽ không có khoen mà nó sẽ có một cái vòng kim loại nha mọi người. Đó. Thì cây này em hạ từ một cây khoen lớn nha, chứ không phải là dòng khoen nhỏ. Dòng khoen lớn hạ tay xuống thì nó sẽ cứng hơn. Nó sẽ cứng hơn nha. Cái này ở trên cần nó ghi á, dài á, là 5m25. Nhưng mà thực của cần này nó sẽ là 5m18 nha mọi người. Nó gồm 6 lóng này, thu gọn 106cm. Một cây cần Shimano Fire Carbon. Cái này phô rất đẹp nha. Nó em đã làm chui này. Chui vặn ok. Chui của nó nha. Chui vặn ok này, góc đây. Cái này xoắn tới góc, xoắn tới phần ngọn như này ha. Góc, xoắn tới góc chứ nó nhầm. Shimano Tomorrow. Phần góc độ lớn của nó sẽ là 21.1 ly. 21 ly. Cái này khoảng 5, cứng 5-6h nha mọi người. Đó, đã làm khoen, đã làm đầu lóng và có nút đầy đủ như thế này. Đây ạ, đầu lóng đây. Đầu lóng hoàn thiện. Cây này sẽ đi xoắn 2 da từ lóng 2. Cái này em chưa có gắn dây đầu nhé. Dây đầu em sẽ gắn sau. Ngọn 2 ly. Ngọn cần là 2 ly nha mọi người. Đây. Đó, phôi cần đây ạ. Dài thực của nó là 5m18 nhé. Và xoắn 2 da từ lóng 2 như thế này. Đó, cây này thì nó có một cái vết những cái đầu lóng này. Thì nó làm màu đỏ lên và nó có bị một vài điểm nó bị tróc sơn, nó sơn sơn nha mọi người. Đó, phôi thì đẹp mọi người. Cái dòng này thì phôi không có chê, không có chê ở điểm nào rồi. Đó. Cái này hai da hết phôi dày đẹp, rất là đẹp luôn. Khách tìm thì mình tham khảo những cái dòng này. Cứng khoảng 5-6h nha. Các lóng bên trong rất là đẹp. Đây em tháo lóng mọi người xem luôn ha. Đây này. Phôi của nó rất là dày nha. Đó, mọi người thấy không? Cái phôi nó rất dày. Và nó xoắn 2 da hết. Nó xoắn.
từ lóng thứ hai là nó đã xoắn hai da rồi. Rồi mã này là số 10 nhé, 265 g, trọng lượng là 265 g, thu gọn là 105 cm. Cái này tầm bằng cái này, đúng rồi. Chiều dài thu gọn của nó là 103 cm, dài 5m18, độ cứng là 5-6h, giá là 1.350, giá là 1.350 nha mọi người, mã số 10 ạ. Mã số 10 giá là 1.350k. Tiếp tục em lên mã số 11. 11 là có một cây Shimano, cây cần súc nha mọi người. Cây này là dòng Shimano Spinjoy 405EXT. Cây này dòng China xuất Nhật ha. Đây, hàng này bây giờ người ta hàng nhái rất là nhiều mọi người, hàng nhái rất là nhiều nhé. Đây, cái cây này là còn tình trạng cần còn rất là đẹp luôn, còn mới lắm. Đây em đi chi tiết cho mọi người xem phần chui của nó như thế này. Đó, có tem nhãn đầy đủ ạ. Hàng China xuất Nhật của Shimano, màu xanh như thế này, Spinjoy 405EXT nhé. Góc đẹp, phần góc của nó em đo ở đây là 22.6 ly. Pad của nó là Fury S7 như thế này. Khoen cần đây ạ. Dàn khoen của nó là dàn khoen Fury lõi xứ xám ha, chân trắng như này, và có tổng là 5 khoen cả đầu bu. Khoen thì đẹp, khoen không nứt vỡ gì đâu. Đây, khoen gập ngọt. Ngọn cây nó là 2.2 ly nha mọi người. Phần ngọn em đo được là 2.2 ly ạ. Đây, cắt lóng đây. Đó, lóng bên trong nó màu xanh hết, phôi carbon xoắn còn đẹp lắm nhá, rất là mới luôn. Đó, tình trạng mới đẹp nhá. Rồi, hàng Nhật đã qua sử dụng nhưng mà còn rất là mới, cây này phải mới 95% nha mọi người, rất là mới luôn. Mã này số 11, trọng lượng 398 g, chiều dài rút gọn 115 cm, Spinjoy 405EXT, và cây này giá của cần là 1.200.000 ạ. 1.200.000 nhé mọi người, giá là 1.200.000, mã 11. Rồi tiếp theo số 12. 12 thì em có cây ISO biển nha, cây ISO biển ạ. Cây này cũng rất mới luôn ạ. Cây cần của hãng Deco nội địa Nhật, phần chui đây, dòng ISO biển nha. Đây, logo của nó đầy đủ ở trên cần. Dài của nó sẽ là 5m1. Góc của cần đây, cái này thì góc là 27.3, và phần cán của nó cũng nhựa màu nâu. Đây, cái phần nhựa của cần còn rất là đẹp luôn á, còn mới á. Bát Fury, bát vặn, dòng ISO biển ha. Ê, 5m1 này nè, 5m1, hãng Deco, cần nội địa nha mọi người ơi. Đây, khoen đây, dàn khoen này là khoen Fury lõi dạ quang, tất cả dàn khoen, khoen đẹp, 2, 4, 6, 8 khoen cả đầu bu. Ngọn là 1.4 ly, ngọn là 1.5 ly, 1.5 ly mọi người nhé. Đây, người ta làm cái chất liệu carbon ở phần ngọn này. Đó, cái này phôi rất là mới đẹp mọi người nhé. Đó, tất cả dàn khoen là khoen Fury hết. Đây, cắt lóng rất là mới luôn. Đó, cây này thì các điểm khoen của nó rất là chắc nha, nó có một vòng kim loại bên trong và đóng thêm khoen bên ngoài. Đây là hãng người ta làm nhé, lóng nào nó cũng có hết ngoại trừ các khoen chạy thôi. Đó, đó, quan trọng là mọi người có thích hay không thôi, chứ cái cây này thì không có điểm nào chê hết, và ngoại hình nó đẹp lắm mọi người. Deco 5m1, dòng ISO biển ha mọi người, khoen bát Fury. Trọng lượng của cây cần này á là 538 g, dài là 5m1, giá của cần là 1.200.000 ạ. Giá là 1.200.000. Tiếp tục em sẽ lên số 13. Ở cây số 13 này á là em có một cây cần dây trong, cần lục dây trong nha mọi người. Cây này là cây của Daiwa, dòng Daiwa HX Interline Power Cat 25 3m9, dòng carbon wicker ạ. Cái này thì đây, hàng của Taiwan xuất Nhật. Cây ngoại hình cây này thì nó cũng còn có một vài điểm trầy xước nhé, nhưng mà tổng thể thì sáng mọi người. Đó, có đầy đủ đầu chụp riêng theo cần luôn. Phần chui đây, góc này,
màu bạc nha mọi người, màu bạc made in Taiwan, có tem nhãn đầy đủ. Taiwan HX Power Cat 25 3m9. Và pad của này á là Fury Stylist nha, cần nguyên bản chưa hạ pad nha. Cần nguyên bản chưa hạ pad nha. Khoen đây ạ, khoen đầu tiên của nó là khoen dẫn này, khoen dẫn. Đầu chụp ring theo cần. Cái này thì nó có cái chế độ zoom nữa mọi người. Đây ạ. Bu của cần đây. Là bu. Bu là to mọi người. Cái này màu bạc nhá, màu bạc. Ngọn của nó đây ạ. Cái này ngọn của nó là 3.6 ly. Ngọn là 3.5 ly, 3.6 ly nha mọi người. Thằng góc đây, dài là 3.9 m, độ cứng 25. Lóng ngọn. Lóng 2 nè. Lóng 2 đây. Lóng thứ 2. Cuối lóng 2 nó có vài điểm trầy ha. Đó, cái phần côn của nó đó. Nói chung thì tổng thể cũng còn đẹp lắm. Đây lóng góc, góc của nó. Ở đây có cái cây này thì nó có thể có chế độ zoom nha, 3m9 và có thể zoom 3m2 được mọi người. Đây có cái gờ zoom nè. Đó, zoom cân ngắt như này là 3m2 nha. Ngắn nha, size ngắn hơn. Còn rút hết ra ở đây thì nó sẽ là 3m9. Đây ở cái lóng này nó có một vài điểm trầy ở đây nha mọi người. Là kiểm tróc sơn á. À, sơn lấm tấm nha. Đó, bên trong. Rồi, cây cần xúc dây trong nhé, cần xúc dây trong. Daiwa Power Cat 25 3m9 zoom 3m2. Rồi tổng thể cần như thế này. Trọng lượng của cây này là 370 g, chiều dài thu gọn 115 cm, giá nó là 1 triệu ạ. Giá của cần 1 triệu nhé, cây này kèm dây luôn nha, kèm dây luôn giá 1 triệu. Rồi mã cuối cùng là số 14. Em có một cây cần ISO biển của Shimano đỏ, cây này đẹp lắm mọi người. Dài là 4m nha, dài 4m tổng thể đây. Phần chui này, chui đây, cái này thì ở đây nó có một cái vết tróc sơn, tróc cái sơn màu đỏ nhá, tem nhãn của cần đây, chui này, có cái bảo vệ ở đây, phô cái này phô xoắn gân, cái dòng này thì phô rất đẹp, bát là bát Fury FPS 26 bát vặn nhá, ở đây nó có thông tin này, 4m nha, 400 là 4m, còn ghi số 2 ở đây là em không biết, không biết vì sao nó ghi số 2 nữa, còn cái dài là dài 4m, Super X. À, khoen và khoen biển, đầu chụp Fury nhé, chụp Fury, khoen đây ạ, đây dàn khoen đây, khoen Fury biển hết, gồm có 2, 4, 6, 8 khoen cả đầu bu, tất cả là khoen Fury nha mọi người. Ngọn 2.5 ly. Ngọn cây này là 2.5 ly nha. Đây, phần ngọn đây nè. Phần ngọn cơ. Ở từ lóng thứ 2 của nó thì sẽ là carbon xoắn gân như thế này ha. Bên trong cần còn mới đẹp. Lóng ok nhá. Phen đẹp. Hai Power Super X. Rồi tổng thể của cần như thế này. Trọng lượng của cây cần này á, sẽ là 540 g, chiều dài thu gọn á, là 102 cm, dài là 4m nha. Mã cần số 14, giá 1.800.000. Giá 1.800.000 nha. À, lâu rồi mới về cây cần biển này á mọi người. Giá là 1.800.000. Rồi em vừa giới thiệu mọi người lô tất cả 14 mã. Mọi người có nhu cầu đặt hàng gọi giúp em vào số 0932455407 hoặc nhắn qua Zalo giúp em để chốt đơn nha mọi người. Cảm ơn ạ. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người.